thiếu giáo viên. Lên đi đây. Rửa tay. Không phải lo chuyện đó đấy thôi. Hả? Ở nhà nhà két với xuống nhân. Ở đây cơm ở nhà mình đi được như thế này. Cá là một này, trứng là hai này, thịt lợn là ba này, rau là bốn này. Còn cánh thì chỉ riêng. Đấy, công chí Đoàn có thể phát biểu có sửa không? Đối với tôi như thế này
là quá ngon rồi. Nói là cầm thuyền. Thôi. Quá đâu, trời ơi, đứng lấy cổ đùng luôn. Không, không lấy à? Sao không được? Đây là bộ phận phục vụ chuẩn bị đưa cơm vào cho khu vực cách ly. Thank you.